giới thiệu với cả nhà, đây là cây hồng hoa mà trồng ở cái một cái bãi đất trống toàn là để rác, rồi là vứt rác và những cái cây cỏ dại mọc. Thì tôi đã mang cái cây hồng hoa từ Cát Bà, từ cái dự án Việt Hải về, và thấy là nó sẽ sau thời gian thì nó bị cỏ lấn át, nhưng bây giờ là nó đang vượt cỏ rồi, cất rất là cao. Và nếu mà những cái bãi đất trống chúng ta có thể tận dụng để trồng cái cây hồng hoa này thì vừa làm cho diệt được cỏ dại, cũng như là có một chút gì đó là liên quan đến chút kinh tế, bởi vì sợ cái hoa này hay là cái hoa cái lá thì là nấu canh kho rất là ngon, ăn chua chua, ăn được ngay trực tiếp đây, tôi đang chuẩn bị ăn thử đây. Thế còn lại hoa thì các bạn biết rồi, ngâm đường để làm siro uống mùa hè. Và ai mà cao huyết áp thì có thể là đây là một vị thuốc. Và đây, cái hình ảnh tôi quay đây là những cái hoa nhỏ nhú nhú đây. Và cây này rất là ưa nắng với mọi người nhé, rất ưa nắng. Và tôi hồi xưa là vãi ra thôi, chả theo trồng theo lúa nên cây nó mặc hơi bị dày. Thì đây là một cái mà cái cây đúng là có rất nhiều cái vai trò của nó trong hệ sinh thái. Và đây là cái bãi đất trống nhà tôi, thì tôi đã trồng nó và đã đến lúc có thể thu hoạch lá rồi, sắp tới là trở nên thu hoạch hoa.